Còn tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi về mô hình đào tạo của Arena Multimedia. Với sự phát triển vượt bậc của những công nghệ truyền thông hiện đại, cuộc sống quanh ta ngập tràn hình ảnh, âm thanh và màu sắc, truyền tải những thông tin cô đọng, sắc bén, có tốc độ lan tỏa cực kỳ nhanh chóng. Sự phát triển đó tạo ra yêu cầu một đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, năng động, có tư duy sáng tạo và đã xuất hiện một nhóm ngành nghề mới nổi gọi chung là ngành mỹ thuật đa phương tiện Multimedia. Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia tự hào là đơn vị đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực này, là trung tâm có quy mô lớn nhất trong hệ thống Arena Việt Nam, một trong 4 trung tâm hoạt động xuất sắc nhất trong năm 2011 của hệ thống Apex toàn cầu. Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia cung cấp cho sinh viên hai cấp độ Diploma in Multimedia (DIM) và Advanced Diploma in Multimedia (ADIM) do Apex Ấn Độ cấp bằng và có giá trị quốc tế. Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia đào tạo 5 chuyên ngành: thiết kế đồ họa truyền thông, xử lý phim ảnh tương tác, thiết kế nội thất, hoạt hình 3D, thiết kế website. Thời gian học là 610 giờ, kéo dài trong 2 năm. Phương pháp đào tạo chú trọng kỹ năng thực hành, lý thuyết cơ bản và chú trọng khai thác kinh nghiệm thực tế của đội ngũ giảng viên là những chuyên gia dày dạn và nổi tiếng trong nghề. Số lượng dự tuyển 1.500 sinh viên, hồ sơ tuyển sinh bao gồm sơ yếu lý lịch, 4 ảnh 406. Khi vui lòng liên hệ ban tuyển sinh theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn chi tiết. Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia tại thành phố Hồ Chí Minh, 212 214 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Số điện thoại 08 39 300 824. Địa chỉ email arena@aprochen.com. Tại thành phố Hà Nội, 8082 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Số điện thoại 0437738108. Địa chỉ email arena2a@aprochen.com. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã theo dõi những hình ảnh và thông tin về Arena Multimedia, và sau đây thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với thầy giáo Đinh Chí Dũng. Vâng, thưa thầy, được biết rằng Arena Multimedia vừa mới khai trương cơ sở mới tại Hà Nội. Vậy thì ngày hôm nay thầy có thể chia sẻ những đặc điểm đặc biệt mà các sinh viên sẽ được trải nghiệm tại đây ạ? Xin chào các em học sinh, các quý vị phụ huynh, các khán giả trên trường quay. Sáng nay thì chúng tôi vừa mới khai trương cái cơ sở mới của Arena Multimedia tại số 4 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là cái công trình mà chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết, và có thể nói là cái arena đẹp nhất tại Việt Nam hiện nay. Đó là một cái môi trường mà kết hợp đậm chất công nghệ và nghệ thuật rất là hiện đại, và rất là nhiều không gian cho học viên sáng tạo. Đặc biệt là chúng tôi có bổ sung cái studio với rất nhiều cái bộ thiết bị để quay phim và chụp ảnh cho các em. Đồng thời là chúng tôi bổ sung có một cái xưởng thực hành thiết kế là design workshop để các em có thể trực tiếp làm việc với các chuyên gia đến từ các cái công ty thiết kế tại trường. Và đặc biệt là có một góc sáng tạo mà tôi nghĩ rằng các em, tất cả các em đến đây đều đến và không muốn về. Nó thực sự là rất là thư giãn và kích thích cái trí sáng tạo của học viên Arena. Thì trải qua cái quá trình làm Arena rất là nhiều năm, tôi cũng dần dần thu thập được cái kinh nghiệm rằng các em thực sự cần một cái môi trường sáng tạo, thực sự cần môi trường mà các em có thể là giao lưu, học hỏi rồi với thầy giáo, với bạn bè. Và tôi cho rằng là cái cơ sở mới tại số 4 Tôn Thất Thuyết đã đáp ứng được cái yêu cầu đó. Và đặc biệt thì trong cái dịp khai trương lần này thì chúng tôi cũng sẽ tặng 20% học phí cho các em học viên nhập học trong tháng 9 này. Vâng, như vậy là với cơ sở mới tại Hà Nội, với sự đầu tư về chất lượng, cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo, thì chắc chắn đây sẽ là một trong những sự lựa chọn của các bạn sinh viên đang quan tâm tới những ngành nghề đào tạo của trường. Và câu hỏi tiếp theo dành cho thầy là thầy có thể cho biết là thầy nhận định như thế nào về tương lai của ngành đào tạo Multimedia và cơ hội việc làm của các em học sinh sau khi ra trường như thế nào? Vâng, thì đó cũng chính là cái lý do mà Arena mới ra đời. Chúng ta có một số cái yếu tố rất là thuận lợi để nhìn thấy là cái thị trường đào tạo về mỹ thuật đa phương tiện còn rất là phát triển trong tương lai. Thứ nhất thì tôi có thể nói là cái nền kinh tế thị trường nó sẽ kéo theo cái nhu cầu về thiết kế, nhu cầu về truyền thông và quảng cáo của các doanh nghiệp. Chúng tôi nhận được rất nhiều nhu cầu quảng cáo từ những tổ chức của nhà nước, ví dụ như là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, từ những cái công ty làm vào trong đa ngành, trong lĩnh vực về kinh doanh và dịch vụ như là BITIS, hay là về những công ty làm về luật. Thế rồi chúng tôi nhận được cái yêu cầu từ tuyển dụng từ những cái tổ chức phi chính phủ, NGO này, và áp dụng cho, tức là người ta tuyển dụng học viên để làm những sản phẩm multimedia giới thiệu về họ trên cho những đồng bào miền núi. Thế và chúng tôi nhận được tuyển dụng từ những cái đài truyền hình, những cái công ty làm về truyền thông và sự kiện. Thì hàng ngày chúng tôi đều giao tiếp với doanh nghiệp, hàng tuần chúng tôi đều nhận được cái nhu cầu của doanh nghiệp và chúng tôi cảm nhận được cái hơi thở rất là rõ ràng. Và đấy là cái điều thuận lợi thứ nhất. Tiếp theo nữa thì tôi cho rằng cái nhu cầu rồi những cái gu thẩm mỹ của doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng đã trở nên tinh tế hơn nhiều. Đó là cái đất để cho sản phẩm mỹ thuật đa phương tiện phát triển. Cái điểm thứ hai thuận lợi nữa là đó là chúng ta đã có một cái hạ tầng internet, viễn thông của nó là tuyệt vời. Chúng ta không tự hào về hạ tầng đường xá giao thông, nhưng mà tôi khả năng là nếu so sánh với các nước xung quanh, kể cả Ấn Độ, Thái Lan, thì tôi cho rằng là cái thị trường internet và viễn thông của chúng ta rất là thuận lợi. Chúng ta có thể có được cả cái mạng 3G ở trên lưng một con trâu, trên một cánh đồng, nó tuyệt vời. Thì và đó là chính là cái môi trường để cho những cái thiết bị, những cái nội dung giải trí kỹ thuật số gọi là trao đổi trên những thiết bị cầm tay. Chúng ta thấy là gần đây có một thống kê là đến 61% số người được hỏi là theo dõi cái sự kiện Olympic ở London là qua thiết bị cầm tay. Thì cái làn sóng nó đang đi qua các nước rồi, nó sẽ sắp đến Việt Nam thôi. Các bạn đây, trong một năm nữa thì mỗi bạn đều có một thiết bị cầm tay trên tay, như họ là smartphone hoặc là tablet, để các bạn có thể là giao tiếp với nhau qua những kênh đó. Thì cái hạ tầng internet viễn thông thuận lợi cộng với cái thiết bị cầm tay rất là phổ thông thì sẽ tạo điều kiện cho những cái sản phẩm quảng cáo của các doanh nghiệp đến với người tiêu dùng, và tạo điều kiện cho những cái nội dung là giải trí kỹ thuật số cũng được truyền tải qua những người tiêu dùng cuối cùng. Thì đó là ba cái yếu tố mà tôi cho rằng nó rất là thuận lợi để cho cái sự phát triển của cái ngành quảng cáo, truyền thông và giải trí, và kèm theo đó là cái sự phát triển của Arena Multimedia. Vâng, và theo như nhận định của thầy thì trong thời gian tới ngành đào tạo Multimedia sẽ rất phát triển, và chính vì vậy là những sinh viên theo học tại Arena Multimedia sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, đúng không ạ? Và xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Đinh Chí Dũng trong chương trình ngày hôm nay.